Ok, và thể theo cái nguyện vọng của bạn thì bên mình cũng sẽ làm luôn cái clip này. Và thực ra thì trước sau gì thì bên mình cũng đã có dự tính để làm cái clip này rồi. Có một số anh em và các bạn comment xuống cái video clip trước, cho nên là bên mình cũng sẽ tiện thể thì sẽ lên luôn cái clip này. Thì về cơ bản thì cái nội dung dữ liệu ở trong cái USB nhạc tổng hợp này thì bên mình tổng hợp từ khá là lâu rồi, cho nên là ở bên trong nó có rất nhiều các thư mục khác nhau. Và chia sẻ qua một chút thì ở trong này nó sẽ có một số các cái thư mục đặc trưng, nó sẽ chia theo thành mấy cái dạng, mấy cái kiểu như sau. Đầu tiên là cái dạng mà cái kiểu là phân theo producer, thì các cái thư mục mà có đánh các cái tên riêng này, B hay là VVH này, QLC này, thì đấy là tên của các producer ở tại thị trường Việt Nam. Thật ra thì bên mình cũng không phải là chuyên về cái mảng dữ kiện liên quan đến sản xuất nhạc, thì cái thế giới sản xuất nhạc nó lại là một cái thị trường khác. Tuy nhiên thì cũng để chia sẻ cho anh em biết thì bản chất là mỗi một producer thì họ sẽ có một cái style nhạc, kiểu nhạc khác nhau. Thì về cơ bản thì nó đều là nhạc vinyl và chỉ có một ít là house lắc thôi. Vì cơ bản là bên mình là nhu cầu là sử dụng để setup và test hệ thống âm thanh là đều sử dụng nhạc vinyl, nhạc đánh có cái chất là yêu cầu nó là nó phải căng, sung và tươi tắn. Đó là cái tiêu chí về cái âm nhạc ở trong cái mảng âm thanh của bên mình làm. Thì cho nên là bên mình chỉ sưu tập những cái dòng nhạc chủ yếu là dòng nhạc vinhouse thôi. Và ngoài ra thì trong đấy thì nó có một vài các cái thư mục đặc biệt anh em có thể quan tâm, đó là thư mục tổng hợp V1, V2, V3. Và tiếp ở bên dưới thì nó có cái thư mục là new update mới nhất của quý 1 và quý 2 2024. Và tiếp theo đó là một cái dạng mà bên mình đã phải mất công để là tuyển chọn theo cái tiêu chí về âm thanh. Theo cái tai của cái dân làm âm thanh là riêng, là toàn bộ cái hệ thống VIP, set VIP từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, chính là 6 cái thư mục mà bên mình đã tuyển tập và tuyển chọn ra từ tất cả các cái check nhạc, từ tất cả các cái thư mục có sẵn trong này để chuyên để sử dụng để làm âm thanh và test tất cả các hệ thống âm thanh mà bên mình đi làm và đều sử dụng test cái nhạc ở trong 6 cái thư mục này. Thì 6 cái thư mục này thì nó toàn bộ đều là check lẻ hết. Thế còn ở trong cái thư mục là Pioneer Rec này thì đây nó chính là 10 cái set nhạc mà bên mình sử dụng và được phối ghép mix lại bởi DJ chuyên nghiệp, được phân theo các cái thể loại nhạc khác nhau, nhạc Anh, nhạc Việt. Và trong cái list danh sách 10 cái set nhạc này thì chủ yếu là vinyl thôi. Còn với những cái nhu cầu của các bạn là khác nhau thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng theo hai hướng. Một là nghe check lẻ, nghe ở nhà hay là nghe trên ô tô đều được. Thì các bạn sử dụng tất cả các thư mục kia nghe check lẻ và không thích bài nào thì có thể next chuyển qua. Còn nếu như mà các bạn là muốn nghe theo cái kiểu mà liên khúc liền non-stop mix các cái set sẵn thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái check nhạc mà bên mình đã tuyển chọn theo cái tiêu chí của bên riêng của bên mình ở trên làm âm thanh chuyên nghiệp. Thì đó chính là 10 cái set nhạc này và anh em có thể sử dụng tất cả những cái set. Đó, thử một chút nhá. Với 3 cái set nhạc VIP nhất thì mỗi cái set nhạc nó sẽ bao gồm là 6 track với khoảng thời gian là rơi vào khoảng tầm 25 đến 30 phút. Đó. Nhạc vinyl thì nó sẽ căng như thế đấy anh em ạ, kinh khủng khiếp luôn. Mà chơi vào hệ thống dàn âm thanh mà đẳng cấp chất lượng nữa thì nghe nó phê, nó không khỏi gì mà bàn luôn. Đây nhá, thử thêm một cái thử xem nào. Ở đây ví dụ cho anh em, chúng ta sẽ vào thử cái thư mục là nhạc quý 2 ở 2024. Thì ở trong này nó sẽ bao gồm là rất nhiều file nhạc. Cái này thì chắc là về anh em các bạn về tự tìm hiểu, tự thẩm thôi, chứ còn thực sự để gọi là đi hết thì không thể nào đi hết được, lâu lắm, rất là nhiều. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy là sơ qua thì có thể sẽ anh em sẽ không biết, sẽ tưởng là đây là Mỹ Trùng này, Anh Thôi Nhân Nhượng này, 1 2 3 4 này, nhưng mà thực ra nó không phải Trùng đâu.
Đây là mỗi một ca khúc sẽ có một cái producer, họ sẽ mix lại theo một cái style khác nhau của họ, cho nên là âm thanh nhạc bản chất nó là hai bài nhạc khác nhau chứ nó không phải là một đâu. Đó thì đây nhìn anh em nhìn thấy cái dung lượng của nó khác nhau này. Đấy. Và cái dòng chất lượng âm thanh ở trong này tất cả sẽ là file MP3 320 và cao nhất thì sẽ là WAV, về dòng WAV này sẽ là dòng chất lượng cao nhất. Đó thì cái này thì anh em sẽ tự về tự tìm hiểu nhá. Đây em thử ví dụ cho anh em là bốn cái bài này thì bật lên là nó sẽ khác nhá, bốn bài khác nhau đấy. Đấy, bài này là một kiểu nhạc nha anh em nghe nhá. Đó. Đây. Anh Thôi Nhân Nhượng này, đấy, kiểu nhạc khác luôn đúng không? Style nhạc khác đấy. Đó, style nhạc khác đấy. Đấy, lại một style khác của producer khác này. Và cái này thì tùy theo khẩu vị của anh em nghe thôi, tùy theo khẩu vị của anh em nghe em hợp style nào, thích producer nào thì chúng ta sẽ có thể là tự tuyển tập riêng ra một cái thư mục riêng của mình nhá. Đấy. Cái bài nó sẽ là một style khác nhau đấy. Nhạc cực căng luôn.